Tại bọn này bây giờ nhóm trong một nàm bọn thì nhóm anh được cao như sọp nữa. Thì ta ở... Cứ khám ai là lộn mà khám ai là khuyên cả lãnh tốt hay... Thế cần nhóm ở trong đó nhóm có mơ tình hình tích nha. Nhóm có thứ vi sọ sức bẩm nữa mà vi sọ chẳng. Thì cứ nhóm bán ngủ bán tam cao như sọp ấy tên miên ở đội kia áo nhóm tự vô. Nên cả lãnh như chẳng tập về nhóm tới khơi đội tam cao như sọp mên chẳng. Bọn chui mơ tụi bọn này. Thế cứ nhóm ở nít đây nhóm mày rì cào ấy nhưng mà ni tay bàn tay nhưng trong ở bóng chui mơ thế này đi rồi còn đi cười thay những bàn áo cứ ni nấc đây nữa ấy lái ni sợ đây sợ thật ly lái sợ đây sợ ấy lái hay cứ mà cả lốm chân bóng hay nhưng trong đằng mơ thì nhưng còn mơ nhưng tỉnh cứ vía xó nhưng trong đằng nhưng rồi mơ thế là bật bật rồi ấy trắng nhưng rồi mơ tới cứ rồi tới cứ ở miền ấy nó cứ rồi càng là khói hay là lại nhưng còn lại xó nó cứ càng rồi càng là xó bóng nhưng bình thầm ra bé thầm ra bé để thơ phi xin mắng cứ thông ngôn ta đi ở thông ngôn đi bóng cứ thông máy đi thông ngôn là chiếc bay buồn khám hay bởi thơ phi chớ còn mến của anh có mến cứ xò xò chứ xò hay cứ xả ngạc chân mong nếu bóng bởi thầm bóng bán khơi nhé bóng chui chui chạp tỏ bởi ôn bóng thầm là bóng mệt mệt chân bóng xử vừa ấy chân ta nên bọn con bọn hàng cầm nắng bóng nát vì đầu là về bọn màn mơ này đi nấc đây này chọp lại đây bọc pin tiên đi lại bọn con tâm bán vào đây nếu mà màn ấy tay tăng vào đây tăng vào mình ô tay đấy bật tăng bị vú cái đắt tăng vì mang phi mày giờ và hầu tổ nông làng mau tìm kiếm cục tích tích này cục bài chẳng thà rút tân ái khơi như này. Cái sáp ba nên là khơi phù hả? Vâng. Cái phù thông thông bài khơi chứ mất khơi à cọc màu là tầm dục nó chẳng chẳng chưa bên nào. Khơi ta mày đố là khơi đã còn mấy họ cần chút gì là một phù hợp một phù hàng một sắt đá gì vừa một một phù bài thuốc mông coi mưa mông ăn thời như bà rồi ok bà thích được xây dựng à cra là như là nó đá nó to nó tịt buồn bài thuốc ai về là nó làm cái pro bên pro bên cái sống cái gì nữa kia đó bài thuốc đây là bữa nào khởi chạy ấy cô bác phi đang tập tọa về lớp ra thì mở tập rất hơi